chủ tờ thành công. Huế chịu nhiều thiệt hại, trong đó có 3 người tử vong, nhiều nhà bị tốc mái hư hỏng. Cụ thể tại Quảng Bình có mưa lớn. Clip tiếp theo thì Cao Tùng Vlog tiếp tục cập nhật tình hình ở các tỉnh miền Trung nha. Sau khi bão Trà My, bão số 6 đi qua thì hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung. Đặc biệt thì ở Huế và Quảng Bình. Quảng Bình cũng đang mưa lớn và gây ngập lụt rất là nhiều địa điểm luôn nha. Một số căn nhà là ngập tới gần tới nóc luôn đó cô chú anh chị. Và hiện tại thì vẫn còn đang mưa và cái lượng nước vẫn còn đang dâng nha. Không biết là trong những cái giờ tới thì sẽ như thế nào. Và nếu có gì thay đổi thì Cao Tùng Vlog sẽ tiếp tục cập nhật ở các video tiếp theo. Rồi Cao Tùng Vlog sẽ mời cô chú anh chị và các bạn xem những hình ảnh ở khu vực miền Trung nha. Cao Tùng Vlog mới cập nhật cách đây một tiếng đồng hồ các tỉnh ở miền Trung nha. Dần được căng lên to rồi. Có một tí đấy nữa mà phải kéo cái xe này chạy gần quá được một tí quá trời ơi. Giờ đây là mới có chủ cho kém cho mỗi ngày mà đóng người thế. Xe đông rồi chứ. Thế còn đầy rẫy quá luôn, mà được càng ngày càng lên to. Càng lên to. Không, ở đây ở Quảng Bình à. Đấy chúng ta bán biết riêu ạ. Nguyễn Phương anh Nguyễn Phương Dánh ạ. Nó bán biết riêu ạ. Anh Chiến à. Ôi em sáng nay đi chờ mà em thấy mua được gấp em đi chờ luôn. Nước ngập hết rồi, nước ngập cả cái tuyến đường này luôn. Quảng Bình ạ, bố kém ơi. Nga ba biết riêu Quảng Bình ạ. Nga ba biết riêu ạ. Minh Thuận ạ. Mái luôn. Tí nói mái luôn đó. Mới đi lên được dứt nữa. Lùi đường ạ. Thế ta mới lùi ra đường ạ. Ở Lê Phi bán rồi. Chứ hẳn hẳn nó chạy cái gì. Đi ra lỡ rồi. Đi ra lỡ rồi. Đây có điện thoại đâu sao ướt. Mở. Mỗi thả thủy về ở Thanh Sơn nha. Con hệ trả ra. Ừ, thằng Hớn. Điện đã đo để đo để huyền lấy là cái nó bảo công an đi tụ hồ chứ tụ hồ lên chứ móc chứ không phải thật cái có khi phải cái móc chứ công an để huyền lấy là có là có lòng cụm có con heo cụm mình ở Quảng Bình nhá Lê Thủy Nguyễn Thân, thằng Hớn à, ừ thằng Hớn. Ừ.
cuốt cuốt hai con tàu mưa đang được cày một buồn cháy luôn một tàu mưa mới sơi vốn là chuyện sơi chứ cũng đắt lắm lúc đi đọc chuột thôi có người bị nửa cuốn đúng rồi có người bị nửa cuốn mình là thả suy tỉnh nào rồi Lê Thủy Quang Minh 300 mấy người xem nhưng cũng mấy mọi đoàn chạy với nhà đó mai người ta ở lại với nhà ở nhà nghỉ có thêm tí là đùa khỏi có đáng về luôn mà nước hơi đông cái đoàn trưa nước lên nó ra tâm mình hành bố nước của nhà là biết rồi nước ở đấy ngập cờ nào về cách tỉnh ngoài luôn là ngoài mưa càng ngày càng to mà mời trộm không yêu cầu đi Thanh Sơn à ở Thanh Sơn mà nè đây đi lên ở Đồng Nai sát lộ 25 các bạn ơi ở Đồng Nai sát lộ 25 ở Đồng Nai sát lộ 25 nước lũ về có cái đập mà nó chặn lại nước nó dâng lên ở cái khu vực bên trên dân người ta bị ngập nước mua nhà quá trời ở đây nhà ông Quèn là bị số 1 ở nhà em là bị số 2 nước ở trên ngập lắm hả trời ngập hết lên cả một mẫu mấy tre cây này đi là nhìn phẳng lắm à nó ngập lên một mẫu mấy đất rồi hả
ngập hết lên vườn tre, vườn nhãn, vườn chôm chôm. Tới luôn rồi à? Ngập luôn cả vườn môn luôn rồi, vườn môn mới lên được. Tới vườn môn luôn rồi. Môn gần bờ suối mà. Không sống nổi, tại vì biết sao không? Thời gian nước rút nó quá lâu đi. Sáng giờ rồi. Hả? Môn nhỏ xíu hả? Ừ, đúng rồi này. Môn phụ già mới sợ. Còn môn nhỏ đấy bao tốt luôn. Trôi đi hết. Trôi chưa? Trôi thì thua rồi, nó còn. Trôi đi hết, không còn cái gì hết. Giờ hết lên, trôi hết đi luôn. Giờ thua rồi. Nó nằm ở ngay luồng xoáy, mà ngay gần bờ suối mà. Nó chảy như kia rồi, cái gì mà sống được. Thì đi hết rồi. Thôi, quay ra mày cho nó. Có giác thì nó cũng sáng. Sáng hỗ trợ. Có đâu, chủ tịch đang đi bạn này giờ như chủ tịch ở đây lâu rồi, đi giờ 6 giờ. Em viên bây giờ 6 giờ sáng ra giờ rồi. Hồi sáng nha, hồi sáng nó cần nước nó thấp mà cái đập nó cao qua đó là nước nó ngập không có sáng giờ nó mưa ở đầu nguồn về như cả nó bị vướng con đập ấy. Nó bị vướng con đập mà vướng con đập này nhà nước mới xây mà rác nó cản về nước không đi được, ngập lên khu vực trên, nhiều nhà bị ngập với cả cây cối nông sản bị ngập hết, nước nó không có rút. Đây cán bộ xã này, cán bộ xã đang đứng ra. Đây là những người dân bị thiệt hại, người ta đang đứng ở đường chờ xã tới. Thì tấp hết vào đó. Tấp vào đó mà đầu nước nó dặn hai bên. Nó càng dưới lên. Chắc mình lít đợt này xong thấy mình đi lít ngon nha. Ý giời ơi. Có lấy được hay không? Thì nó kéo xuống dưới đây hết này. Máy cuốc cái kéo rác ra cái rác cái này. Đấy, ra mới chưa lắp rồi cắt. Cắt thành quăng lên bờ. Có một gặp mà hồi sáng đi có một cách còn khoảng 1 mét. Motor của mình nó ngập đến đâu rồi nè. Chỉ về cái như này hết được thì gỡ lên. Gỡ lên này đi vệ sinh lại. Lấy lại nhưng mà biết không, bùn đất này. Vô trong. Không, đừng có để cái nút nước xuống, cái nút nước đang như vậy nó không có sình này. Thì còn nước ấy mình gỡ luôn. Hồi sáng cũng phải chạy xuống tháo cái motor lên. Hồi sáng chưa kịp, hồi sáng biết cái chỗ gỡ luôn thì được rồi. Dạn ghê luôn, vô đây rồi nhưng mà quay về. Đó, cái nước này nó vô để khô mình chạy lại được không sao, còn để mà xình nó nắng xuống. Không, mình đang về cho mình lấy nước sạch mình xịt vô. Sạch mình xịt lên, mình lấy motor ấy. Mình xịt sạch đi rồi bắt đầu mình ấy, mình để nó khô. Thì thấy khô rồi các thứ rồi mình lấy ra mình ráp lại. Cái xình này nó đóng vô là thua.
Nước đang ngập hết cả vườn tre, vườn mô nha. Có mình bà kia bà. Đi vào vườn của cháu nhìn mới thê thảm kìa. Nguyên vườn tre, vườn mô, vườn nhãn ngập bùm hết. Mô ngập hết luôn, hư hết luôn, ngôn còn nhỏ mà. Nó gần bờ suối, nước nó xối. Lật hết củ lên đi hết rồi. Cái đập đó đắp đập nó với nước nó với xối lên bên góc trên với góc dưới này không có nước mấy mà góc trên kia nước nó dâng lên ngập bên góc trên đó. Dân làm cái này bà con đã nói rồi. Ủa rồi. Bố. Lý. Có cái rô lý để bán mà. Có cái rô lý để bán bên hộp. Đây cái cược lắm á. Cái đạp xuống ngoài luôn. Chị dưỡng hay chị bên đây đó. Mẹ, bắt chị nữa đi. Ông quay trực tiếp. Hai vợ ba nó tối này. 174 người đó bạn ơi. Nhiều. Đỡ xà đỡ chứ đi không. Trong gia để mà ăn thôi, ăn thường ngắn chứ được. Bỏ đây vô đây, đem vô đây mà ăn. Mà ăn ổn chứ đó. Chứ không phải cọc cái bàn rồi. Mãi chơi. Chứ mày đuổi đi chắc mày làm chứ mày đem chơi chứ mày. Điện phát đà. Đi dẫn đi. Bóc cái chủ mụn chấp đẻ hay mò đi đà thật là mò đi đà pa la pa la pa la pa la pa la cái này phải học phải sáng kiến đi bia 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 bắt cần lấy cái đó chị trả mình nổi đi thôi giờ cá rồi nè thấy có bao nhiêu rồi nè luôn nó khó giọt nhất thề. Đấy là đồ là mày bán mà đồ đấy này. Anh lấy được khoảng thì mới sống được. Mày bảo bố được nhá. Mày ngủ vậy. Công đi. Đi bông. Mày quay em rồi. Mày bắt cái gì? 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 Mày bắ
con gì tắm. Bắt cá rồi. Này thử thả một khúc rồi mà chưa có cá. Ra bơi để họ nói không? Thằng này bị điên rồi. Cả ăn từ vô nhau luôn nhá, cần bắt nữa. Phóng chương anh không biết, anh ở Quảng Bình đấy. Ngập sâu lắm. Trong gần bằng năm 2020 em có chiếc xe ở đó là biết nó, mà hiện tại nước đang lên nữa nha, chưa hẳn chưa xuống, mặc dù là mưa thì hiện tại cũng mưa nhưng mà nước đang lên. Không biết tối nay hồi nó còn mưa nữa không nhá. Hy vọng ngang từng này xuống thôi, cho lên nữa là chết lắm. Người chỉ ngồi mà ngắm được thôi chứ không biết làm gì. Em ở Quảng Bình. Có trong nhà kia có người nha. Nhà người ta đang ở mà. Ngập sâu mà. Chỗ này vẫn chưa sâu nhất đâu. Còn mấy nhà nó ngập. Ngập cả cái mái luôn kìa. Ngập cả nhà luôn. Chiếc xe đó. Máy mà nói chung nếu mà chỉ cần chạy khoảng tới một đoạn nữa chết cái đoạn đâu này là cái tối nó tối rồi. Mấy chỗ này có nhà cản lại chứ không chắc sáng nó tối rồi. Hiện tại được lên cao lắm. Đây người ta đang còn đi chèo đò đấy. Đi ship bình ga nữa. Ship bình ga rồi. Ship bình ga bên lụt hết ga bằng người ta phải từ chèo đò đi lấy ga. Này đúng là cảnh man trời chiếu đất. Giờ mưa lại đó mọi người này, chuẩn bị mưa lớn lắm mọi người ạ. Chuẩn bị mưa lớn lắm luôn đấy. Sẽ là một trận lũ lịch sử tiếp theo mọi người ạ. Ở Quảng Bình nha mọi người ơi. Bữa nào Quảng Bình nha. Gà Quảng Bình nha mọi người ơi. Quảng Bình nha, bài ba Quảng Bình nha mọi người ơi. Đức Trạch em đang mưa và gió hả? Ủa sao hôm qua thầy bảo Huế lù lớn với má. Ở đây mưa hôm qua mưa lớn lắm mọi người, một ngày trời luôn đấy. Đúng rồi, mưa to mà đạp xe không nổi luôn đấy mọi người. Hôm qua mà đi bộ từ ngoài kia vào nhá, mà 7 người luôn đấy. Rồi cảm ơn chị Dương Thủy nhé. Ở Hồng Thủy em ơi, ở Hồng Thủy nha, anh đang ở Hồng Thủy. Lúc này đang ở đâu vậy? Miền Trung lúc nào cũng khổ. Chưa tan không, lũ mà sao tan được. Lũ nó ngấm phải một tuần, nó 10 ngày mới hết được các mọi người ạ. Trần Đức Tài, dạ chưa ạ. Trần Đức Tài ơi, chưa có đoàn cứu trợ nào ạ. Mèo có điện không ạ? Có điện nhá. Bảo trọng bản thân và tài sản cho tốt nhé bà con. Chúc bà con vùng lụt. Dạ rồi, bông cảm ơn Ngoan Nguyễn nhá. Có điện, hiện tại là đang có điện nhưng mà chuẩn bị mất điện nữa đó mọi người.
Rồi, bây giờ nó mưa lớn nữa đó mọi người ạ. Mức nước nó có thể là hiện tại là đang ở mức độ 2 m và 2 m 2, 2 m 3 nhá. Nhưng mà nó có thể là sẽ lên thêm 1 m đến 1 m rưỡi nữa đó mọi người. À, có bếp ga để nấu rồi. Bắt con vịt hả? Bắt vịt chưa mà không biết làm sao mà ăn được này. Bắt vịt mà làm ra một con vịt ăn thì giờ nó khó lắm. Mà cũng không biết là có nhiêu cá không nữa. Giờ mọi người vịt tha hồ tắm luôn. À, có điện nhá, hiện tại là đang có điện nhưng mà chút nữa là sẽ mất điện đó mọi người. Chút nữa đi đăng ký mạng rồi sẽ lái. Giờ đập vào nên xe đạp cùng bàn với mà phải rắc. Giờ đập vào nên đạp xe cùng bàn mà phải rắc, đúng rồi. Dạ đây chưa xả lũ nha mọi người. Hiện tại là chưa xả lũ nha. Thôn Mô Rên, thôn Thạch Thường 1 nhá. Huế nắng rồi hả? Quang Phú là ở biển mà. Quang Phú ở biển là không ở đâu về à? Dạ đang ở Quảng Bình nha. Út Mi Cộng Linh ơi. Dạ em đang ở Lê Thủy ạ. Không thấy gì hết á hả? Không thấy người hay không thấy gì ạ? Mưa lũ liên miên quá hả? Đây này ngập hết này. Nước hiện tại là đang ở mức 2m3, 2m2,5 m nha, nhưng mà nó có thể lên tới 1 m đến 1 m rưỡi nữa đó mọi người ạ. Chào chim sẻ gọi đại bang nha. Giờ mà giăng lưới là nó trôi đi luôn á. Ở Hồng Thủy Lệ Thủy nha mọi người ơi, Quảng Bình Hải em dài rồi, đúng rồi chị Na Thái ơi. Dạ đúng rồi ông chủ 50 ơi. Em ở Quảng Bình nha mọi người. Rồi mưa tiếp nữa rồi mọi người ơi, lượng mưa khá là to luôn mọi người ơi. Rồi ướt điện thoại luôn rồi. An Thủy là ngập nặng đó em ơi. An Thủy là ngập nặng đó nha. Mưa nữa rồi, đúng rồi. Hiện tại là giờ mà mức nước nó sẽ lên tới 1 mét đến 1 mét rưỡi nữa đó mọi người ạ. Trời mà như thế này á. Nó có thể là trắng cái nhà luôn đó mọi người. Ở Hồng Thủy Lệ Thủy nha mọi người ơi. Đúng rồi, An Thủy là giờ là sắp hỏng nóc nhà rồi đó. An Thủy ngập nặng. An Thủy ngập xong nó chạy về đấy này. An Thủy ngập xong nó sẽ chạy về ở Hồng Thủy này. Thế rồi, bông cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem live và đã quay quanh chung. Dạ đây nè, quay chung quanh nè. Nó mưa quá. Giờ mưa quá rồi. Giờ mưa quá rồi mọi người, không biết sao mà quay nữa rồi nè. Trời ơi, mưa như thế này nữa thì nước nó lên nữa mọi người ạ. Mưa như thế này thì nước nó lên tầm khoảng 1 mét đến 1 mét rưỡi nữa luôn ấy. Giờ chẳng còn gì nữa rồi mọi người ơi. Nhà cửa giờ chẳng còn gì nữa rồi. Cũng không biết là khi nào hết nữa. Mưa từ sáng hôm qua. Em đang ở Lê Thủy Quảng Bình mà mọi người ơi. Không mà em đang ở Lê Thủy Quảng Bình mọi người ơi. Mà em đang ghim cái cả Bình lên ở đây đó này. Trời ơi, mưa ơi, đừng rỡ nữa mưa ơi. Trời ơi, mưa như thế này nữa thì làm sao mà con gì nữa trời.
sắp băng 2020 đó mọi người ơi. Trời ơi, mưa đừng có mưa nữa mưa ơi. Trời ơi, mưa lậu lần luôn đấy mọi người ơi. Trời ơi, mưa mới nặng rụt luôn á. Trời ơi, nhìn thấy mưa mới nặng rụt luôn mọi người ơi. Rồi, chắc là sắp mất điện đó mọi người ơi, chắc là sắp mất điện rồi á. Không hồi sáng hồi chủ nhật thứ bảy thứ sáu là cái lượng nó đi ngang lại lượng bắc lượng nó trở trời bắc đi ngang xé vô lại là đập giống như ngày thứ sáu ngày 25 thứ sáu lúc 7-8 giờ sáng có một chiếc xuồng nó bị vô đi vô cảng nó bị đánh úp các bạn. Ông chủ ghe ông đứng bám trụ luôn tội ông ghê. Mới vô bạn các bạn. Trời ông kia ông đứng. Quái trưởng ông đứng đứng tèn ghê à. Nguy hiểm không? Ghê lắc lư sóng gió mà ông đứng tèn ghê hay thiệt. Cái xuồng đang ra. Bùm. Vô trời ơi đập kiểu này lá cây dán thì còn cái gì thấy vậy nó nứt hết à. Đúng rồi, nó đập kiểu này nó rạn nứt hết à, lát nó nở rồi đó, nó nở từ từ rồi lát nó chẻ hết từ từ à, cái từ từ nó đập cái đó nó rạn hết chú ơi, nó đập cái đó nó rạn từ từ nó nở đó. Thấy vậy nó nặng lắm. Đang xin chào nha. Rồi vân vân nha. Cái gì cũng do mình gây ra thôi. Sóng biển là nó tự nhiên. Không có gì tự nhiên hết. Quá đã luôn. Con người mình mà khi không lòm dông bổ á, không lòm cho bổ lòng mình á thì không có gì đi sớm ra hết. Nhưng mà khi ôi còn bổ là do nhiều gió thành bổ chứ. Cho có lấy đò nha. Tại vì nó rất là mầm luôn á mọi người. Ai, mọi người ơi. Không mọi người.
tôi xin lỗi, tôi ơi, tôi đang cầu các nhân viên mà hàng trời ôi cái đồng phai tập ẩn tập không hiểu hiểu máng nâng lên như vậy. Nâng lên định vị thôn do bao trang car